Hello, xin chào tất cả các cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đã đến và chưa đến kênh Điện Gia Dụng Nhật Bản của Thanh Quá. Mình tên là Thanh Quá, 38 tuổi, đang ở chợ Láng Sen, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Hôm nay mình đang test một em nồi cơm IH của Panasonic loại 1 lít SRHR104 ha. Em này nấu cơm bằng từ nên nó nấu cái nhiệt độ nó nóng đều tất cả các bên nên hạt gạo nở rất là ngon ha. Không cần phải hứng nước, để qua đêm là không hư luôn nha, tiết kiệm điện luôn. Độ bền chất lượng của Nhật, quý khách xài rồi thử sẽ biết ha. Em này ngoại hình rất là ok. Quý khách lưu ý cho mình ha, lúc mà mình ghim điện mặc định của nó là gì. Em này là điện 100 nghe quý khách, cứ vậy mà bấm nút xài. Rồi, nó nấu xong nó sẽ chuyển qua chế độ hâm. Vậy thôi, còn mình tắt cái bấm nút này. Rồi tại vì mình đang thử á, mình đang test nên mình chuyển qua chế độ nấu nhanh. Cái lúc này bên hai hình người chạy như vậy là nấu nhanh. Rồi trong khi chờ đợi thì mình quay sơ sơ ngoại hình cho quý khách xem ha. Em này là điện 100, tiết kiệm điện ha, 1100W ha. 2010 ha. Em này chỉ có một cái khuyết điểm là chỗ này nó hơi bị mốt nhẹ chỗ này. Mình dỗ ra nó vẫn còn bị mốt ha. Dưới lòng nồi nó hơi chốc chút xíu rồi. Ngoài ra rất rất là ok. Nóng nè, khực khực lên tim ha, hơi hơi nước nè ha. Đó em này bị chốc chỗ này ha. Lõm nữa đó. Rồi, ok hết. Đó. Quý khách lắng nghe nó rè nó chạy là ok. Thằng này bị lỗi là lỗi lúc mới bán luôn, mới luôn nó bị lỗi hiện UEAF gì đó là lỗi lỗi luôn. Chứ chạy được là chạy hoài à. Đừng nghiêm điện 220 là chạy hoài hoài vậy đó. Bền, trâu bò. Rồi, ok, quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ Zalo, Facebook, YouTube chợ tốt cho mình nha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi, cảm ơn tất cả các quý khách đã và đang quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lần sau. Xin cảm ơn.